Vào ngày 13 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thái Bình chính thức đưa vào sử dụng kho bảo quản vaccine hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Kho bảo quản vaccine có dung tích 30 mét khối, sức chứa tối đa 1 triệu liều vaccine và luôn bảo đảm duy trì trong nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Ngoài ra, CDC Thái Bình còn được trang bị 100 hộp bảo quản vaccine xách tay do Ý sản xuất, có thể giữ được nhiệt độ cho phép trong một ngày. Đây là món quà ý nghĩa trị giá 1 tỷ đồng do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình chung tay đóng góp hỗ trợ cho CDC Thái Bình trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay. Được biết, kho bảo quản vaccine tại CDC Thái Bình đang tiếp nhận 200.000 liều vaccine VeroCell và khoảng 48.000 liều Pfizer, sức chứa tối đa của kho lên tới 1 triệu liều vaccine. Ngày 13 tháng 10, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 10 ca được ghi nhận tại một ổ dịch trong cộng đồng. Như vậy là tính đến thời điểm này, thì Lâm Đồng ghi nhận tất cả 378 ca mắc COVID-19 và trong đó có 273 bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện. Qua thực hiện xét nghiệm trước tiêm chủng vaccine COVID-19 tại một điểm tiêm ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tiến hành điều tra truy vết khoanh vùng, lấy mẫu cách ly các trường hợp liên quan ở thôn Pré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Vào sáng ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng xác định tổng cộng có 10 ca mắc COVID-19 tại ổ dịch này. Ngoài ra, thì trong 24 giờ qua, tỉnh Lâm Đồng còn ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 khác. Trong đó thì có 3 bệnh nhân là F1 liên quan đến ổ dịch tại làng Hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Các bệnh nhân còn lại được ghi nhận tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và một số trường hợp đi về từ các vùng dịch, có dịch, đó là Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tổ chức đón 603 công dân từ một số tỉnh phía Nam về quê đảm bảo an toàn chu đáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai kế hoạch và sẵn sàng các điều kiện để đón người dân đợt 2 bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Đợt 2 này, tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ đón trên 620 công dân. Các đối tượng ưu tiên là người có công với cách mạng, người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ đang mang thai và gia đình, trẻ em dưới 6 tuổi và người đi kèm, người khuyết tật nặng, người già yếu, học sinh sinh viên, người thăm thân, đi công tác, đi du lịch bị mắc kẹt, người lao động mất việc làm không có chỗ ở. Tất cả các khoản chi phí tàu xe, ăn nghỉ, sinh hoạt khi thực hiện cách ly tập trung đều được tỉnh hỗ trợ. Dự kiến chiều ngày 14 tháng 10, đoàn sẽ đón công dân ở thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa, sau đó tới ga Dị An đón công dân ở tỉnh Bình Dương và tiếp đó sẽ đón công dân ở tỉnh Đồng Nai tại ga Biên Hòa. Dự kiến đoàn sẽ về tới ga Ninh Bình vào sáng sớm ngày 16 tháng 10. Sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh COVID-19, cảng hàng không Thọ Xuân tại tỉnh Thanh Hóa đã được thí điểm hoạt động trở lại, từng bước đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài của rất nhiều người dân xứ Thanh đang sinh sống, lao động và học tập tại các vùng biển trên cả nước. Chuyến bay VZ252 của hãng hàng không Vietjet xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh là chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân sau thời gian dài sân bay tạm dừng hoạt động. Sau khi hành khách xuống sân bay, lực lượng kiểm soát dịch đã phân luồng, bàn giao danh sách cho các xe để đưa người về nơi cư trú. Gia đình rất là phấn khởi là được về quê hương rồi, là thật nói là rất phấn khởi. Cam kết cái biện pháp là trước hết là cách ly đối lại gia đình, cũng là tuân thủ theo cái chỉ thị của nhà nước, nói chung là chứ là an toàn cho một là tính mạng và hai là cho bà con. Rất vui là trong một những hành khách đầu tiên được từ thành phố về Thanh Hóa, chúng tôi cũng là cách ly theo chỉ thị hết. Với quy định hiện tại, tất cả hành khách đi máy bay đều phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính. Theo dự kiến, từ nay đến 20 tháng 10, mỗi ngày sẽ có một chuyến bay khứ hồi thành phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa. Đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa cũng đang được lên kế hoạch nối lại. Tổng cục Du lịch cho biết là thời điểm mở cửa toàn bộ với khách quốc tế phải phụ thuộc vào tình hình dịch COVID-19 và sự chuẩn bị của mỗi địa phương. Hiện tại thì bất cứ hoạt động nào cũng đều đặt yếu tố an toàn cho cộng đồng lên trên hết. Cho đến nay, chỉ có duy nhất việc thí điểm mở cửa với khách quốc tế tại Phú Quốc, Kiên Giang đã có kế hoạch cụ thể. Ngành du lịch đang tập trung chuẩn bị kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang là đơn vị chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng ban hành kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện vào thời điểm phù hợp. Việt Nam sẽ tổng kết đánh giá kết quả triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế ở Phú Quốc. Trên cơ sở đó xem xét tiếp tục mở rộng ra một số địa phương đủ điều kiện khác. Lộ trình mở rộng đón khách du lịch quốc tế ở Việt Nam sẽ được xác định tùy thuộc vào diễn biến thực tế của dịch bệnh, với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho cộng đồng. Để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế, lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho rằng, trước mắt thì toàn ngành đang tập trung chuẩn bị kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể cho hoạt động này thì vẫn đang được tính toán cẩn trọng, tùy vào tình hình thực tế của dịch bệnh. Đến thời điểm này, du lịch Việt Nam mới có kế hoạch thí điểm mở cửa với khách quốc tế đến Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kế hoạch cụ thể đã được chính phủ cho phép, song chính xác ngày nào vẫn chưa được xác định. Thủ tướng, chính phủ cùng với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã làm việc trực tiếp với Phú Quốc, với Kiên Giang và đã xây dựng được một cái kế hoạch chi tiết cụ thể về đảm bảo về an toàn về y tế, đảm bảo về an toàn điểm đến, đảm bảo về an toàn về vận chuyển hàng không cho khách du lịch đến và khả năng kiểm soát của chúng ta khi khách du lịch đến với Phú Quốc để từng bước mở xong Phú Quốc rồi chúng ta sẽ tiếp cận và mở đến các điểm du lịch khác để khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam của chúng ta. Cái dự kiến thời gian trong cái kế hoạch là khoảng trung tầm tháng 11. Nhưng căn cứ vào tình hình cụ thể mà lúc đấy chúng ta kiểm soát tốt được dịch bệnh thì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ làm đúng theo yêu cầu và kế hoạch đề ra. Theo lãnh đạo ngành du lịch, lộ trình mở cửa du lịch quốc tế cần được tính toán kỹ lưỡng dựa trên thực tế kiểm soát dịch bệnh, tiến độ tiêm vaccine tạo miễn dịch cộng đồng trên cả nước cũng như sự chuẩn bị của từng địa phương. Khởi động đón khách quốc tế là việc cần thiết. Tuy nhiên là chúng ta phải thận trọng, phải đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện an toàn. Và vì thế cho nên là có lẽ chúng ta cũng không cần phải vội vàng mà chúng ta cứ từng bước làm sao để đảm bảo rằng là khách cũng an toàn và quan trọng hơn ấy, đó là các doanh nghiệp an toàn, người dân của chúng ta an toàn và đất nước của chúng ta cũng an toàn khi chúng ta mở. Như vậy, lộ trình mở rộng đón khách du lịch quốc tế ở Việt Nam sẽ được xác định tùy thuộc vào diễn biến thực tế của dịch bệnh. Ở thời điểm hiện tại, mọi hoạt động đều được tính toán và cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho cộng đồng.